Bữa qua quên nghỉ hai cái bì đây, bữa nay chắc hết rồi chứ. Nói hết là thật chứ. Chắc phải xuống buồn ký anh làm cái làm gì. À, thì cũng nhớ đi. Bữa mà nói mời cũng bị trào ngược cái gì đúng không? Cái hàng vị quý đó nó ở gần cái hai viêm hàng vị là không uống sữa. Con Hồng ở Sài Gòn là con bị viêm hàng vị cực kỳ uống sữa mà không uống sữa, uống sữa nó nơ nó rách ở bằng con kiểu em được chứ không phải là không anh em được thì anh nhớ nó mà nơ. Là nó cái kiểu nó nặng cái bụng giống như nó nơ nhưng mà bọn anh chứ không phải là chọn đâu là nó hết giống như nó bệnh gì vậy, không phải là ta kia không bệnh nhiều nhất bệnh nhiều nữa. Ngày sáng sáng nó hàng cơ như vậy là mình đã làm xong cái clip nhân quả sò làm cái điện uống nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.